Con trai Quỳnh Trần chibi cưng xỉu khi diện trang phục kimono, biểu cảm ngàn tấm như một, mẹ muốn tuyển vợ cho tương lai. Bước qua đây. Ý, cực cười dễ. Trời con nắc à. Được nhiều người biết đến nhờ màn tương tác viral bé Sa chào cô chú đi con và xin chào cô chú, xin chào các bạn. Hiện hai mẹ con Quỳnh Trần Chibi sở hữu lượng fan đông đảo, mọi hoạt động khi chia sẻ lên mạng xã hội đều được mọi người hết sức quan tâm. Từ khi còn là cậu bé bập bẹ tập nói, đến nay Sa đã lên 5 tuổi, vẫn ngố tàu và đáng yêu như ngày nào. YouTuber Quỳnh Trần Chibi đã từng thu hút sự chú ý khi chia sẻ những hình ảnh của hai mẹ con trong trang phục kimono truyền thống Nhật Bản. Bé Sa trông rất vui vẻ bên mẹ và khá hợp tác trong quá trình chụp ảnh. Có vẻ như đây là các bức ảnh hậu trường của một buổi quay YouTube. Thay vì ăn mặc như bình thường thì cả nhà quyết định diện kimono nhằm tạo sự mới lạ cho đoạn clip. Ở bên dưới phần bình luận, đông đảo fan hâm mộ của bé Sa ùa vào khen ngợi thần thái tự tin của cậu bé. Đến chị Quỳnh Trần cũng nói rằng mốt lên đồ cỡ vậy đi tuyển vợ chắc được hen. Ngoài ra một số dân mạng còn trêu là biểu cảm của bé Sa từ trước đến nay dường như chẳng hề thay đổi, lúc nào chụp ảnh cũng nheo mắt cười mỉm đúng một kiểu, trông rất hài hước và đáng yêu. Nay mặc kimono luôn, oách chưa? Đẹp trai thế này mai mốt tốn gái lắm đây. Bé Sa nay đổi tóc hả ta? Vẫn thích kiểu mái ngố huyền thoại kia hơn, nhưng mà thế này cũng mạnh lắm. Đẹp quá chị Quỳnh ơi, làm em cũng muốn đi làm một bộ ảnh kimono ghê. Được biết bé Sa là con lai hai dòng máu, có mẹ là người Việt và bố là người Nhật. Hiện cả gia đình đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Cậu bé chào đời đúng dịp Noel, ngày 24 tháng 12 năm 2016, sau nhiều nỗ lực của vợ chồng chị Quỳnh Trần để có con bằng phương pháp can thiệp y học. Chẳng mấy chốc mà bé Sa đã ra dáng lắm rồi, còn biết phụ mẹ qua YouTube và trở thành cây hút fan nổi tiếng hơn cả mẹ. Bé Sa thường xuyên được mẹ tự tay cắt cho kiểu tóc đầu nắm siêu dễ thương, cộng thêm gương mặt bầu bỉnh, giúp cậu bé trở thành nguồn cảm hứng chế ảnh của cộng đồng mạng suốt thời gian dài. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng Sa đã có riêng cho mình một kênh YouTube tên là Sirigu Vlog với gần 300.000 lượt theo dõi. Đây là con số rất đáng nể, cho thấy độ hot của cậu bé không phải dạng vừa đâu. Trong show giải trí của nghệ sĩ Hồng Vân đã dẫn dắt, nữ YouTuber từng chia sẻ bố mất sớm vì bệnh, để lại khoản nợ lớn cho gia đình. Dù mới 19 tuổi, nhưng nữ YouTube đã phải nai lưng làm đủ nghề để trả nợ và nuôi mẹ, em gái. Một lần thương cảm trước cuộc sống của cô, người bạn của ba đã dạy và tài trợ tiền để Quỳnh Trần Chibi học nghề pha chế. Môi trường quán bar xô bồ phức tạp, lại gắn với nhiều tai tiếng, nhưng cô vẫn quyết gạt bỏ tất cả, chăm chỉ kiếm tiền để chăm lo cho gia đình. Nhưng dù có cố gắng thế nào, cô vẫn chẳng thể trả hết được nợ vì con số quá lớn. Trong một lần làm tại quán bar Nhật, cô có cơ duyên gặp ông xã người Nhật hiện tại. Chính ông xã là người giúp Quỳnh Trần Chibi trả hết số nợ còn lại. Sau thời gian hẹn hò, hai người kết hôn vào năm 2013. Giờ đây cô đã có cuộc sống vô cùng viên mãn, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.